Chào các bạn, chào mừng các bạn là nồi nấu bánh đúc do Vũ Vây sản xuất và cung cấp. Nồi nấu bánh đúc này thì có dung tích là 50 lít, có tổng chiều cao là 102 cm. Đường kính bên trong lòng nồi là 40 cm, đường kính phủ bì là 50 cm. Nồi này thì có công suất điện là 3 kW, sử dụng điện dân dụng 220V. Chia thành hai may so, một may so là 2 kW, một may so là 1 kW, ở bên đỏ và bên xanh. Nồi này thì có cái cánh khuấy, khi các bạn nấu bánh đúc thì đảm bảo cho cái bột của các bạn không bị gión lại, không bị đóng lại. Cái khuấy cũng được làm hoàn toàn bằng inox, rất là sạch sẽ, phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Thân của nồi thì đều được làm bằng inox 304, sử dụng nhiệt dầu để đun nấu cho nên cái hiệu suất làm việc rất là cao. Khi các bạn đun nhiệt dầu thì dầu ở nhiệt độ 300 sôi. Nếu như là nước thì dầu chỉ đun một lúc thôi thì nước đã bên trong rồi, đã sôi rồi. Motor thì cũng rất là khỏe. Motor là hàng Nhật bãi, được Vũ Vây tuyển chọn rất là kỹ lưỡng mới đưa được vào sản xuất và hoạt động. Đây là hai cái chiếc áp điều khiển hai thanh nhiệt bên trong. Bên đỏ là 2 ký và bên xanh là 1 ký. Khi các bạn dùng thì các bạn vặn cả hai thanh lên, đun được khoảng 1 tiếng thì các bạn tắt đỡ một thanh đi, để lại một thanh xanh thôi. Lúc đó thì lúc nào dầu nó cũng sôi rồi. Còn đây là cái ống xả đáy. Khi các bạn làm xong thành phẩm, các bạn có thể xả phần bột đã nấu qua cái ống xả đáy này. Ống xả đáy này thì có kích thước của cái miệng ống này là 6 cm, nó rất là lớn. Hầu như các cái sản phẩm mà sau khi ninh nấu thì đều có thể xả qua được cái ống to như thế này cả. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới do Vũ Vây sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 02466533355 hoặc số điện thoại 0934439112 hoặc số điện thoại 0974432268 hoặc số điện thoại 0985323325. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.